em xin chia sẻ là em đi tán ông này. Dạ, tại vì là đến tuổi lấy chồng rồi chị ạ. Ở quê 27, 28 tuổi mà chưa lấy chồng người ta gọi là ế rồi. Và bắt đầu là em đi tìm chồng. Nước ngoài thì người ta là tiền vợ riêng, tiền chồng riêng, cũng có những cặp đôi như vậy. Thì anh nghĩ là cũng sẽ mang cái suy nghĩ đó về Việt Nam. Nhưng mà ở đây là khác nha. Ở đây lại là cái gì của anh là của em, còn của em là của em. Cái gì của anh là của em, còn của em là của em. Mà rồi mẹ em thì sao? Cái quan điểm của vợ thì mẹ em có đồng ý như thế không? Nhà em cũng vậy mà, nên là chào tất cả mọi người. Xin chào anh Thuận và xin chào chị Vân. Em là Ngọc Thúy, hiện tại thì em đang là ca sĩ và đang có kinh doanh công ty của gia đình. Thúy là hát về dòng nhạc gì? Em hát dòng nhạc quê hương. Rồi đầu tiên thì kính chào quý vị khán giả cũng như kính chào anh chị. Thì em tên là Trương Tuấn Dũng, nhưng mà mọi người thường biết em tên là Đen Trương hơn. Em học tiến sĩ luật, mà em dạy luật cho các trường đại học. Hai vợ chồng cũng có công ty riêng chuyên về hướng nghiệp du học. Đây là founder và đây là giám đốc. Rồi. Hồi Thúy hát đi Thúy. Cái giọng này hay lắm em ơi. Được, em hát. Hát một cái bài về Hà Tĩnh nè. Em xin được tặng chị Vân và anh Thuận và quý vị khán giả một ca khúc bài Người đi xe kẻ gỗ. Bởi chúng mình thương bao nhiêu mảnh đất căn, mà đời không ngại đau mấy con cưng. Đắp hồ xây đập ta núi sông nước ngọt, từng đàn cá lội tắm mát quanh năm. Ruộng đồng ta thỏa mơ ước bao ngàn năm. Kẻ gỗ là đây bao năm đời tháng chờ, nay vùng đã bạc đôi núi lo nhỏ, như dòng suối nhỏ theo sông về với biển, bỏ đôi hoang dài trong nắng trong mưa, để người nên khổ như đất kia cằn khô. Ngồi trong xe ủi anh nhớ những ngày hè, chân lội qua khe em nhớ mùa đông gió. Ta nghe trong nhỏ bao nhiêu là chuyện là ngày ta đi học anh nói thích nghe gì, em thích nghe ý nè. Hay quá. Rồi thôi bây giờ quay trở lại thời gian trước đi. Thúy với Dũng là cái cơ duyên nào gặp lại? Em xin chia sẻ là em đi tán ông này. Dạ, tại vì là đến tuổi lấy chồng rồi chị ạ. Ở quê 27, 28 tuổi mà chưa lấy chồng người ta gọi là ế rồi. Và bắt đầu là em đi tìm chồng. Em đi học coi tướng trước khi em đi lấy chồng. Tại vì em nghe người ta nói câu là lấy chồng xem tướng. Thế bây giờ mình không biết lấy như thế nào cả. Thực ra bản thân em là ca sĩ thì em đi ra em gặp quá nhiều. Bây giờ là không biết là như thế nào hết. Thế cuối cùng là cái người tán mình thì mình không lấy mà mình đi tán người này. Thì em mới lướt qua đấy, bắt đầu đi tìm chồng ha. Tranh thủ là thời gian là đi lướt trên mạng xem cái người nào mà đâu giống như trong cái mà mình nghĩ đó. Em lướt bao lâu mới thấy ổng? Em lướt cũng phải mất một tháng á. Đi tìm chồng. Em đi tìm chồng. Tìm chồng trên mạng. Tiếp cận không sao? Thì em vào em chào hai anh chào lại, nhưng mà tại vì em quên. Em quên xong em để 2 tháng sau em mới trả lời lại. Em vẫn nhớ có hình như đó là bữa thứ 7 hay sao á. Đúng rồi, em mới nói chuyện lại. Em không có public gì nhiều nên ông không biết em là ca sĩ. Ông hỏi em, sau này ông hỏi em làm gì em thì em chia sẻ là kinh doanh thôi. Sau một tháng thì đứa nào chủ động nhắn đứa nào? Em luôn. Chủ động tiếp. Thì nhắn xong đó thì em hỏi qua mấy cái rồi em nghĩ là nó có hai điểm mà lúc đó là hai đứa quyết định gặp nhau á. Thì quê quán, và thứ hai là bởi vì bản thân em cũng có làm kinh doanh, thì Thúy cũng làm kinh doanh, tự nhiên tôi em thấy nó có cái chung cái tần số hai cái chung rồi đó. Dạ hai cái chung. Còn tất nhiên thì nhìn trên hình thì cũng biết ngoại hình của nhau như thế nào rồi. Cái ngoại hình của bạn này có đúng gu với em không? Dạ đúng. Đúng rồi. Còn Thúy thì sao? Gặp ổng ngoài đời có đúng như cái người mà mình suy nghĩ? Đúng luôn, tại vì em thấy là tại vì cái hình của anh đó thì trên Facebook là anh cũng theo chụp theo kiểu không phải app, chụp theo cam thường nên nhìn rất là rõ. Dị ra gặp ở ngoài đời thì thấy đẹp trai hơn. Đẹp trai hơn. Với bắt đầu là chia sẻ về cái quan điểm cá nhân, rồi sau đó là nói chuyện chắc cũng thâu đêm luôn anh nha. Rồi đến bao lâu mới bắt đầu là thành người yêu của nhau?
Một tháng sau là ra mắt về gia đình rồi. Tháng sau là ra mắt luôn rồi. Dạ vâng ạ. Ông này là 37 rồi, cô này là hai mấy là 27 đó. Mắt đi về quê hả cưng? Bố mẹ của em là Vô Quang Ngãi rồi. Thì ở ngoài Nghệ An thì vẫn còn bà nội rồi còn nhiều lắm. Lúc đầu thực ra bố mẹ cũng rất là bất ngờ, bởi vì lúc đầu em có gửi một số clip mà Thúy hát á. Cái bố mẹ mới nghĩ, ủa thằng Dũng này nó có bị sao á, bây giờ thấy nó có thích nhạc như em học luật nên là em không có quan tâm lắm về âm nhạc, thật sự là như vậy. Rồi sau đó thì về cũng kể rồi, bởi vì về Nghệ An thì phải qua Hà Tĩnh. Đấy, thì lúc đó Thúy cũng với em cũng bàn thôi, bây giờ nhà Thúy có tổ chức tất niên. Đấy, cuối năm là cũng hai mấy Tết á, gần rồi thì bố mẹ em tới chơi luôn. Đó. Kinh quá. Dạ. Rồi cái đợt đó là cách bao lâu thì là cưới luôn? À, thực ra là cũng có ý định là ra Tết là cưới luôn, nhưng mà tại vì em trai cưới trước đầu năm, thế nên là bọn em bây giờ đang cuối năm. Thúy là ca sĩ, dạ, đúng không? Còn bây giờ anh này là luật sư. Ca sĩ thì chắc chắn là lãng mạn rồi, dạ, đúng không? Mà rất là mong muốn có một cái sự gọi là tỏ tình hoặc là cái là cầu hôn lãng mạn từ cái anh luật sư này. Thì không biết là ảnh có lãng mạn không? Rất lãng mạn, anh ấy là cầu hôn Thúy vào dịp sinh nhật luôn. Đâu kể sơ sơ cái buổi cầu hôn đó coi. Ngày đó thì Thúy đi làm về rất là mệt, cho nên là về thì em nghĩ là thôi thì ăn ở đâu đó cho gần đi. Ban đầu em cũng định không đi đâu. Thì anh bảo là thôi thì đi ra ngoài này ăn tí rồi về. Thế sau thấy đi xa quá, từ quận 1 mà qua quận 2 ăn. Thì em mới nói là không biết là sao đi xa thế này, đến nơi thấy cái nhà hàng rất là đẹp mà thôi ăn ở đâu gần đấy được rồi ăn đi về nghỉ chứ đi xa như thế làm gì. Thì đến thấy anh chuẩn bị tiệc hoa, xong khi ăn rồi ra ngoài kia thì anh cầu hôn luôn. Thế anh có khóc không? Cũng có, tại vì cũng cảm xúc. Cảm xúc ghê đúng không? Đó. Rồi sau đó là mấy tháng sau mới cưới? Cưới cách đây khoảng 4-5 tháng thôi. Mới đây thôi, xong nghỉ. Rồi hai vợ chồng cái khoảng thời gian từ cái lúc mà cầu hôn cho lúc cưới á, có gặp những cái trắc trở hay là có cãi vã nhau hay gì không? Dạ có chứ ạ. Bản thân em á là mong muốn là phải xây dựng gia đình và quan trọng nhất là tài chính. Tài chính là cái vấn đề mà hai vợ chồng bắt đầu là có cái xung đột. Vì là anh ấy học ở nước ngoài, tư duy theo đường nước ngoài, phong cách theo kiểu nước ngoài. Nước ngoài thì người ta là tiền vợ riêng, tiền chồng riêng, cũng có những cặp đôi như vậy. Thì anh nghĩ là cũng sẽ mang cái suy nghĩ đó về Việt Nam. Nhưng mà ở đây là khác nha. Ở đây lại là cái gì của anh là của em, còn của em là của em. Cái gì của anh là của em, còn của em là của em. Không rồi thì hai bên như là hai cái khác nhau rồi. Dạ, cho nên là hai đứa cũng là vững về tài chính chứ không phải là đấy, cho nên là em cũng nói là vậy thì chia ra anh như thế này, anh như thế này, như thế này là ủa làm như thế này thì sau này làm sao mà giàu được ta, làm sao mà đủ tiền để mua cái này cái kia được. Bắt đầu em mới lật kèo mà thôi không có chơi như thế này nữa, bây giờ làm kiểu khác là bây giờ anh có bao nhiêu tiền em đứng hết cho, bây giờ anh muốn mua cái gì em mua cho. Thế là anh ấy đồng ý, nhưng mà trước khi thời gian đó thì cũng có anh ấy cũng cảm thấy khó chịu. Đây mà là thôi nếu mà khó chịu thì thôi bây giờ ta ngưng lại đây cái đó. Từ từ đã cưới. Em bảo nếu mà không theo ý em thì thôi. Thì ra sau này chồng em mới nói là đúng là gia trưởng. Em gia trưởng. Đúng rồi, gia đình em. Tới bây giờ là vợ vẫn quản lý hết tất cả. Em quản lý hết tất cả. Em nói với chồng là bây giờ anh có bao nhiêu tiền anh đưa em làm nhé. Anh chỉ cần việc suy nghĩ đến việc kiếm tiền và việc chăm sóc sự nghiệp làm sao mà đấy thôi. Còn lại là em giữ tiền cho anh muốn mua nhà, mua xe, mua cái gì em cũng mua cho anh hết ạ. Thế là bây giờ thì em sẽ quản lý hết tất cả mọi vấn đề trong gia đình. Mà kể từ lúc mà giao tiền cho vợ thấy khỏe không? Khỏe, em đâu có phải lo gì đâu, em chỉ đi lo dạy rồi em đi hướng nghiệp. Đúng không? Đâu cần phải chi li tất cả mọi thứ kinh tế trong nhà mà chi, và lo luôn bên nội bên ngoại, chi tiêu rồi. Mà rồi mẹ em thì sao? Cái quan điểm của vợ thì mẹ em có đồng ý như thế không? Thì nhà em cũng vậy mà nên là nhà mẹ cũng như vậy đúng không? Như vậy là vợ tiếp nối truyền thống của cả hai gia đình nội ngoại rồi. Cùng bên những người Nghệ An, cho nên Nghệ An Hà Tĩnh thì cũng tư duy nhưng kiểu mà như vậy. Nhưng mà các mẹ là rất là thích các con dâu con rể đồ hết đúng không? Dạ đúng. Em có hợp với mẹ chồng không? Mẹ chồng em thì là giảng viên hiệu trưởng về hưu. Bố mẹ đều hiệu trưởng về hưu hết nên là cũng hơi khó so với người bình thường. Tuy nhiên là khi mà mới đầu gặp thì thấy ủa sao thấy cực khó thật, nhưng mà sau này mới biết là không phải, bà rất là tuyệt vời, bà là một người mà nhìn vào thì là tưởng là khó nhưng mà thực ra rất rất là thương con dâu. Bây giờ là con dâu là có gì đều con dâu hết. Mà cái cảm giác với mẹ chồng như thế nào mà lúc đầu em nghĩ là bà khó tính? Mẹ đi từ Quảng Ngãi về tới Hà Tĩnh lần đầu tiên gặp thì mẹ rất là mệt.
ôi cha ơi mệt ra đi là mệt. Xong rồi Thúy cảm thấy là mẹ có cần để bác có cần bác để thôi 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 để bác tự đi chứ không không phải là đấy. Đấy cái hành động đó mình cảm thấy là khó tính. Sau đó thì mới biết là thực ra lúc đấy mẹ rất là mệt. Đúng rồi. Thôi nói chung là người lớn tuổi mà người ta đi đường xa ta rất là đúng mệt. Rồi. Tới cái phần 2 đi. Phần 2 nè. Khui nè. Đó. Cho bạn này nói trước này còn có cái áp lực gì nữa không? Đó. Thì cái này thực ra nó cũng dễ trả lời thôi, tức là cũng khá là lụng thụng quăng lung tung á, bơ bộn đó. Bơ bộn, dạ. Em thì em được trưởng thành trong cái môi trường gia đình em bố mẹ vậy đó, nên là gọn gàng ngăn nắp. Trước giờ em đi nước ngoài em học cũng vậy thôi, em cũng tự lo, nên là đến lúc mà khi mà gặp bạn này bạn cứ quăng lung tung là cũng khó chịu phết. Nói chung bây giờ cũng đỡ rồi, thì em cũng có góp ý là em sau này con cái rồi em cũng phải làm gương cho con nữa. Đấy, nên là bố mẹ là phải đồng nhất về cái hành vi. Đúng rồi. Đấy, chỉ còn thì bạn cũng thay đổi rất là nhiều rồi. Còn gì nữa, lâu lâu cũng nắm tính, còn nhìn ở góc độ tích cực á là làm cái gì cũng rất là quyết liệt, và cái đó nó bổ trợ cho em rất là nhiều luôn. Bởi vì tính em thì nó trầm hơn, và trong bởi vì công ty là hai vợ chồng làm chung, tính của Thúy là rất là quyết liệt. Và cái điều đó nó thôi thúc em lúc nào cũng phải nỗ lực cố gắng để tốt hơn á. Hay quá. Đó, tranh thủ trong cái thời gian mà chưa có con đó. Dạ. Phải quyết liệt trong công việc. Dạ, để mà kiếm tiền nhiều hơn. Dạ. Đó. Chồng em bây giờ còn nổi tiếng hơn em nữa cơ. Trên cộng đồng mạng là tiến sĩ Đan Trương là cực kỳ nổi tiếng. Là về hướng nghiệp ấy. Nếu như mong muốn Thúy thay đổi thì Danny mong muốn điều gì? Cái sự thay đổi thì em cũng nghĩ là chỉ gọn gàng ngăn nắp hơn để tính em như có vậy. Tới em đó thì chồng em thì rất là nhiều tật xấu. Em xin chia sẻ một điểm xấu nhất thôi, đó là chồng em ham làm việc đôi nỗi mà quên ăn luôn. Ví dụ như đến buổi trưa chẳng hạn là cứ phải làm cho xong việc rồi mới bắt đầu ăn. Buổi tối cũng vậy, đôi khi làm việc tới 11 giờ 2 giờ đêm mới xong. Em cần anh cân bằng một chút nữa, còn lại là rất là tuyệt vời. Cảm ơn hai vợ chồng nghe. Dạ vâng. Rồi bây giờ chúng ta đến cái phần đây là Nguyễn Quý Giang, năm nay em 31 tuổi, hiện là nhân viên đối ngoại. Em tên là Nguyễn Thị Mỹ Nhung, năm nay 28 tuổi, hiện là nhân viên văn phòng. Nhung Giang gặp nhau trong trường hợp nào? Tụi em gặp nhau lần đầu tiên ở trong một quán cà phê. Do là em có một cái người bạn nó rất là thích hẹn mấy cô gái chân dài da trắng để uống cà phê, thì bữa đó có rủ em theo, thì em cũng tò mò muốn biết chân dài da trắng đẹp cỡ nào. Thì em cũng đi theo. Em nói sao chứ, ông đàn ông nào mà không thích gặp chân dài da trắng. Em làm bộ em kiếm cớ em nói là thử coi làm sao. Dạ tại làm như chưa bao giờ gặp vậy đó. Hôm đó giờ gặp mà gặp chân dài da đen. Dạ, em có một đứa bạn này, bữa đó thì nó rủ em đi uống cà phê, tới nhà chở em tới tận nơi nữa, cho nên em miễn cưỡng em đi đi theo tới đó. Rồi chị hiểu rồi, có nghĩa là bạn này á thì đi theo bạn trai của bạn này để đi coi cái cô chân dài đó ra làm sao. Còn bạn này á là bạn của cô chân dài đó. Bạn của bạn cô chân dài đó. Ồ, rồi là bốn bạn gặp nhau ở quán cà phê. Dạ. Bây giờ thành hai cặp. Dạ không, chỉ có mình em và anh sẽ là một cặp, còn hai người kia hiện giờ vẫn chưa có thành gì hết. Để chị hỏi chút xíu nè, cái hôm mà em gặp hai người đó, người chân dài hơn với người chân dài vừa vừa đó, thì lúc đó thực lòng em thích cô chân dài kia không? Em thì thích thì cũng không dám nói ra, tại vì cái đó là kèo của bạn em, mình chỉ đi theo mình xem cho biết thôi. Còn bạn của chồng em lúc đó đẹp trai không? Dạ cũng đẹp trai lắm. Rồi là thực lòng em là em nghĩa chồng em hay là nghĩa bạn kia? Dạ thực lòng em thì cũng thích hết, tự vì cũng dễ thương, cũng đẹp trai lắm. Có nghĩa là họ không có thích nhau kéo. Xong cuối cùng trời ông phạt cũng đặt để sao mà bây giờ thành là nghĩa thành đó. Rồi bây giờ cái ấn tượng mà khi lúc mà em gặp chồng em á, thì đang ngồi nói chuyện với anh kia kìa, cái nghe cái tiếng đi hình em quay lại thì thấy là một cái anh chỗ siêu mặt luôn, hai cái má xệ xuống. Hồi lúc đó là nặng gần 100 kg. Cái gì bây giờ là em bao nhiêu ký? Dạ giờ em 80 kg. Xuống gần 20 kg. Dạ trong 6 tháng. Ủa mà sao em giảm được hay? Em giảm á là do đám cưới em muốn chụp hình cho đẹp. Nhưng mà cái lúc mà bạn vô bạn thấy một con người như vậy mà gần 100 kg thì dạ thì cái đó là xấu, sẽ là người yêu của bạn không? Dạ không, vì em thấy là mặt rồi xấu cho nên là đâu có ấn tượng gì với em để em thích đâu. Không nghĩ tới. Không nghĩ tới. Còn bạn này thì sao? Em cũng không có để ý cô này đâu. Tại em để ý cô kia không à. Mà cô đẹp lắm. Nhưng mà khi mà em nói chuyện á thì em thấy cái cô kia cũng không có cười, cô khô không khóc à. Còn vợ em thì ngồi cười quá trời cười. Ủa mà anh cười vậy? Tại vì anh kể chị hài mà. Dạ em thấy anh hài hước lắm cho nên là cũng mến cái tính hài hước đó. Vậy là sau đó là tụi em bắt đầu yêu nhau hẹn hò. Trong thời gian yêu nhau á thì có gặp những cái trở ngại gì không? Trong thời gian hẹn hò nhau á
thì tới hai lần anh đòi tự tử luôn. Trời ơi, sao vậy? Lần thứ nhất là do em đòi chia tay với ảnh để em sang nước ngoài du học. Em có nói với ảnh là thôi bây giờ mình tạm ngưng đi để em sang nước ngoài du học. Sau đó ổn định thì em sẽ về em bảo lãnh anh. Mà sao? Em thấy là con gái mà đi du học là đi luôn à. Đâu có dạ, con trai còn về chứ con gái là đi mất tiêu luôn. Nên em đâu có chịu đâu. Đó cái em mới làm áp lực, em mới đi mua hộp dao lam, em cầm dao lam qua nhà kiếm cổ. Đang ở trong nhà thì tự nhiên cái ảnh nó tới nhưng mà cái mặt thì đỏ ngầu à, giống như là mới uống bia vậy đó. Rồi trên tay cầm một cái hộp dao lam á anh, rồi xong rồi vô nhà em nói là bây giờ em mà đi á là anh cắt tay anh tự dựng chết liền luôn. Ổng lấy cái lưỡi lam ra anh để vô tay ảnh, cái xong rồi em thì nghĩ trời lỡ mà có án mạng trong nhà thì ảnh mà chết thì ảnh đi ám em rồi sao em lấy chồng nữa. Nhưng mà không, em thì em cũng giả bộ em cầm em để vậy nè, thì khi em thấy cổ xuống cái cổ chạy là cổ ôm em, cổ giật cái lưỡi lam lại thì em lại buông ra liền. Em giả bộ thôi mà, lỡ cắt thiệt chúng chết sao đó. Vô tình bữa đó em lên mạng em search cái nick của ảnh á, cái trên mạng á hiện ra một cái hình ảnh ảnh đang ôm một cô gái, máu đi em lên nóng lên, cái em gọi điện thoại em kêu là sao anh họ lừa dối em, không ngờ anh là một người như thế này nè. Sai lầm khi mà quen anh. Cái xong rồi em cắt điện thoại luôn, rồi cái em đi qua nhà bạn em chơi. Sau đó thì con nhà bạn em á nó mới nói lại với em là anh Giang này nè nhắn tin kêu là em đi ra ngoài cầu á, em lấy xe của anh về đi rồi đem về cho ba mẹ anh, nói với ba mẹ anh á là anh xin lỗi vì anh bất hiếu quá không có nhìn ba mẹ được. Thì đó em chạy xe rồi căn mét em để xe đó, em mới đi qua bên thành cầu bên kia em ngồi đó, mà em khóa xe rồi. Dạ cái em mới ngồi em coi cổ có tới không. Em thấy cổ tới, em chạy tới thì em thấy có chiếc xe không mà người thì không có, thì lúc đó em mới hoảng hốt luôn, là em nghĩ trời ơi cái này mà chắc ảnh nhảy cầu thì rồi, thì em mới la quý giang mà không thấy đâu hết. Thì em chạy lên xanh lên xanh trên cầu em tìm em la, thì nhìn vào bên cầu bên kia thì ảnh đang ngồi bên kia, đang ngồi trên cầu á mà em thấy cổ là em thấy mắc cười rồi. Nhưng mà em đang đóng kịch mà sao em cười được. Em nghe bộ mặt kiểu não lắm, kiểu cổ chạy qua cô thấy em cô kéo em xuống cái thành, từ thành cầu kéo xuống, kéo bây giờ bọn rất đó thấy em rồi nhưng mà cố tình leo lên cái hành lang để nhảy xuống. Thì em mới kéo xuống thì không chịu xuống mà mập quá thì em kéo không nổi, cái em kéo được đó cái bịch xuống luôn, thì mọi người xung quanh tưởng có cái chuyện gì xảy ra á, bu vô hỏi hàm lum hết trơn, thì lúc đó xấu hổ vô cùng luôn. Mà lúc đó là em đóng kịch luôn với mọi người mà chạy tới luôn lỡ. Dạ đúng rồi, đúng không? Em lỡ thì em mới đi theo luôn chứ lỡ mà em thấy người ta phát hiện ra mới công người ta đánh mình chửi mình chết luôn á. Em làm dữ luôn. Dạ em làm dữ, em cũng ngồi bạch đó nè, cũng mày đó em, giờ em có tha thứ anh không? Em nói một câu đi, anh làm luôn nè. Câu đó ngay đây rồi đó. Cổ cũng nói thôi thôi rồi em tha. Người ta nhìn kỳ quá. Cái em thấy người ta nhìn cũng kỳ thiệt. Thôi em đứng lên thôi đi gọi đi về. Dạ. Mình hình dung có hai trường hợp xảy ra ha, bữa đó thì không biết làm sao luôn á. Thứ nhất đó là em bị mất cái xe, còn cái trường hợp kia mà cũng lúc mà dằn qua dằn lại á, lỡ mà nó tụt tay vì nó nhỏ con á, tụt tay một cái rồi nó té ngược qua cái phía nước chứ không có té ngược ra phía sau á. Lúc đó là hết nước của cậu luôn. Em nhỏ quá nhảy rồi xài cái chiêu này hai lần thôi đúng không? Dạ. Đừng có lặp lại lần thứ ba. Dạ, quá tạm ba. Dạ. Cho đi thiệt luôn á. Dạ. Rồi sau khi cưới về rồi có cưới được bao lâu? Hiện giờ là em cưới được 3 năm. Có em bé chưa? Dạ có rồi. Rồi cái chuyện hôn nhân nó có chuyện gì mà nó vui giống như là lúc yêu nhau? Dạ sao hôn nhân thì té ngửa hết mọi thứ chứ không phải. Ai té ngửa? Dạ em. Em có té ngửa không vậy? Vỡ mộng dạ, hả? Em vỡ có mộng. Những cái té ngửa khi mà đang quen á, thấy cổ cười nhiều mà nói ít. Còn khi mà quen rồi cưới rồi về cái cổ làm ngược lại, cổ nói nhiều hơn và cổ ít cười lại, cổ nhăn không à, từ sáng tới chiều cũng nhăn cả ngày luôn. Dạ nhăn do nhiều cái để em bực bội nên em phải nhăn chứ. Có chuyện gì? Trước lúc cưới thì hứa hẹn với em là đi làm rồi xong đưa tiền hết cho em, xong giờ cưới xong rồi đó cái nướng vô game hết, không đưa đồng xu nào hết trơn á. Trời ơi, em ghiền cái em cỡ vậy luôn á. Nghĩ là chơi vui mà không biết chơi xong thì nó ghiền. Có khi nào mà chính vì cái sự nghiện game đó với chồng em mà hai chồng em gặp trục trặc không? Dạ có chứ, em lúc đó là em cảm thấy thất vọng về ảnh vô cùng luôn, nên em chán lắm. Có ý định là một là em bỏ đi về mẹ em, hai là em dẫn đến ly hôn. Tại vì nói hoài không nghe. Rồi trận đó làm sao? Có một lần em tình cờ em mở cái điện thoại về em ra, em thấy ghi trong điện thoại á than phiền về em này kia, tại sao chơi game mà bỏ bê này kia đó, chắc là cũng không kéo dài được bao lâu nữa. Thì em cũng giật mình, em cũng sợ, không bao giờ nghĩ đến chuyện là vì chơi game mà có thể dẫn đến cái chuyện là ly hôn đâu. Em có biết chồng em lén đọc cái dạ cái không đồng? Em không biết rằng là chồng em đọc được, và tự nhiên cái bất ngờ ảnh bỏ game, em không biết lý do luôn á. Thì bây giờ đến giờ mới biết là ảnh đọc được nhật ký đến hôm nay mới biết. Dạ đúng rồi, vậy đó. Ồ tuyệt vời, tuyệt vời. Bây giờ em còn cái điều gì cần chồng thay đổi nữa? Dạ còn chị ơi, được cực kỳ lười tắm, cứ mỗi lần đi làm về á không thấy tắm, cái em mới kêu là anh ơi đi tắm đi, cái anh kêu
Châu bò cả năm không tắm cái con nào chết đâu. Mà mỗi lần nghe nói câu đó cái cổ nói à, châu bò không tắm thì không con nào chết, ông mà không tắm một bữa là tôi chết. Thì em cũng lần lửa vậy. Không, nhiều khi không tắm qua ngày mai mới tắm gì. Em sợ nước hả? Dạ tại nhiều khi đi làm về em mệt lắm, em nằm em nghỉ ngơi chút xíu hồi em nghỉ luôn. Ngủ luôn đúng không? Ngủ luôn, ngủ quên luôn. Dạ, bà thì ở sạch, các bạn cứ cằn nhằn hoài đó, một đó là có cái chuyện mà cằn nhằn em suốt kìa đi. Thực ra bản thân chị sợ nước lắm nha. Một ngày là chị đặt cho chị một cái mục tiêu là ráng cố gắng ngày tắm lần. Dạ. Đó, nhưng mà chị để ý lúc mình mệt á, mình chỉ cần ráo mồ hôi xong mình vô mình tắm một cái thôi tự nhiên nó khỏe mà, liền. Chút nữa về là tắm liền cái nha. Dạ. Điều bạn mong muốn vợ bạn thay đổi là gì? Bớt càm ràm em đi hơn chút, cái gì nói một lần thôi, bớt cắn một chút, người hết chỗ cắn rồi, đau quá rồi. Cái cắn là em yên tâm đi, sau đây là không bị cắn đâu. Còn em thì mong chồng em á là ở nhà nhiều hơn là đi ra ngoài đường. À, tại ảnh thích đi ra ngoài đường lắm. Ở nhà có một ngày ảnh cứ kêu là trời ơi cuồng chân rồi, trời chỉ hỏi là cho nên em đó là thật ra đó là tất cả gọi là cái bệnh mà bệnh cố hữu của tất cả các ông chồng. Nói chung á là mình nên sống chung với lũ để chi mình bớt càm ràm. Mình bớt càm ràm cái tự dưng ấy, chồng mình thấy thôi cái nhà này nó cũng thanh bình đó, thôi kệ mình về mình cũng được nghỉ ngơi, mình cũng được yên ổn, chịu khó về nhà. Chứ giờ càng nói càng đi mệt quá mà về nhà mệt hơn. Dạ thì thôi, bớt càm ràm cũng mệt lắm á. Bây giờ giữ sức khỏe cho nhau đi. Người bớt càm ràm là người tự động đi về nhiều à. Rồi, vậy cảm ơn em. Em tên là Lâm Thanh Tài, năm nay 26 tuổi, quê Quảng Bình và hiện tại sinh sống ở Sài Gòn. Và công việc chính của em là kinh doanh. Kinh doanh. Kinh doanh. Dạ, kinh doanh ngành nghề gì mật mí cho anh biết được không? Dạ em kinh doanh chuyên về mảng đông y ấy. Đông y và mỹ phẩm. Dạ có mở doanh nghiệp riêng. Vậy hả? Vâng. Rồi, dạ. Hay quá mời em. Rồi, dạ, xin chào cô Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Cô chú luôn đi cô. Dạ. Dễ hoặc là con hoặc là em cho dễ. Dạ. Dạ, vâng. Dạ xin chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận và xin chào khán giả trong chương trình Vợ Chồng Son. Thì hiện tại là con là Trần Thị Thúy Vi, 23 tuổi. Đó, hiện tại đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh và quê ở Đà Lạt. Con làm gì? Dạ cũng kinh doanh ở phụ chồng ở trong công ty. Đây là hai vợ chồng đều làm. Chồng nhưng mà là giám đốc doanh nghiệp. Mà giám đốc là chắc có lẽ là đây đúng không? Sếp đúng không? Dạ. Thôi bây giờ nó nghe nè, nãy là do bị mất sóng. Dạ. Cho nên là nó bị trục trặc không có rõ. Bây giờ anh mời em giới thiệu lại một lần nữa nha. Đằng nào cũng phải giới thiệu thì thành ra là gọi cô Hồng Vân với chú Thuận luôn đi. Xưng hô cho nó dễ nha cơ. Dạ vâng. Chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận. Và chào tất cả khán giả đang xem chương trình. Và em tên là Lâm Thanh Tài, quê ở Quảng Bình và hiện tại đang sống ở Gò Vấp. Hiện tại đang làm công việc là kinh doanh và năm nay thì em 26 tuổi. Nhưng mà con kinh doanh gì? Dạ em kinh doanh về chuyên về sản phẩm về đông y và mỹ phẩm. Dạ vâng. Là doanh nghiệp riêng của mình. Dạ đúng rồi. Coi như là vợ phụ chồng. Dạ. Chồng coi như là quản lý hết tất cả mọi thứ. Như vậy là coi như là tất cả mọi thứ là hai vợ chồng quán xuyến và như kinh tế gom hết luôn. Gom hết. Lọc sàng xuống. Dạ. Rồi. Bây giờ kể cho anh nghe coi lần đầu tiên là hai bạn gặp nhau như thế nào, cơ duyên nào gặp nhau, rồi ấn tượng gì về nhau. Dạ đó là cái lần đầu tiên là khi đó là hai vợ chồng đang cùng làm chung một công ty cũ hồi xưa. Thì đi làm thì cũng trong công ty có tổ chức về một sự kiện lớn. Thì bất phước là cái đêm đầu tiên của để mà bắt đầu ngày vào ngày mai để mà mình diễn cái buổi văn nghệ. Thì tối đó là tập trung xuống để mà tập văn nghệ diễn á. Thì bất phước anh này anh đứng đầu hàng ở phía bên kia, còn con thì đứng ở phía bên này cùng với lại support. Thì anh thấy anh này anh cứ để ý mình mới hỏi là support là tại sao anh kia anh cứ đứng mà anh cứ hỏi mình hoài. Thì bất phước là anh cứ để ý lúc đó từ đầu cho đến cuối luôn, là lúc nào cũng để ý mình cảm thấy hơi bị ngượng. Nên rất là khó chịu. Là cái từ cái lần đó là bắt đầu mình để ý đến ánh mắt của anh này. Nhưng mà tại sao lúc đó em lại nhìn cô này dữ dội vậy? Giống như tiếng sét ái tình ấy, giống cái gu ấy. Giống như cái gu ấy, bởi vì em thì đàn ông mà cứ thấy con gái là mình phải tia tia. Thế là cái cô này lấy đúng gu của mình là thấp thấp lùn lùn nữa. Mà đã vậy còn cười dễ thương nữa. Cho nên là bản thân em cũng tia. Thế là nhìn nhưng mà không có cảm tình gì. Nhưng mà không biết điều gì mà cứ nhìn qua nhìn lại. Rồi cô ấy cười rồi em lại nhìn tiếp. Thế là hai bạn cứ nhìn nhau thế. Tức là trong một cái buổi tiệc đó là anh đầu xong em cuối xong. Dạ. Rồi thỉnh thoảng là cứ chạm mắt nhau. Dạ. Bạn kia thì rất là cảm thấy ngượng ngùng đúng không? Còn bạn này thấy bạn kia đúng gu của mình. Nhưng mà ngay ngày hôm đó là hai đứa vẫn chưa cảm thấy là
yêu nhau, thích nhau đúng không? Dạ chưa. Chưa. Vậy là sau ngày đó thì bao lâu? Dạ qua ngày mai là cái buổi chính thức, là buổi sự kiện chính thức tổ chức ra á. Thì trong cái buổi giao lưu của trong cái chương trình sự kiện đó thì anh này là anh lại hay chặn đầu. Anh thấy mình là cứ chặn đầu rồi mình kêu là đi ra chứ sao đứng đó, cứ chặn đầu với mình cứ chàng ràng chàng ràng. Dạ đúng rồi, lại thấy cứ chàng qua chàng lại như vậy. Mình cảm thấy là tại sao cứ chặn đầu với mình như vậy. Thì nói chung là bữa đó là cũng không có ý gì hết, chỉ mới là cái mà để cái rào cản thứ nhất để mình để ý đến cái đối tượng này sao. Là kiểu như vậy. Nhưng mà em chặn như vậy thì có nói chuyện không? Dạ không. Hay là chỉ sàn qua sàn lại gì đó, bích đường người ta. Chỉ chặn và cười thôi, cứ cười nhìn nhau cười thôi. Dạ đúng rồi, cứ kiểu là nhây nhây với nhau. À rồi sau đó thì sao? Rồi sau đó thì như thế nào, tại sao hai đứa lại đến với nhau? À, sau đấy thì bởi cái lúc đấy em là quản lý cho công ty đấy. Thì cô này mới là một nhân viên mới, thì học cái kỹ năng về bán hàng ấy. Thì cô ấy được một người quản lý có gửi cho em và học về cái bán hàng. Thì cô ấy cũng học và sau đó thì một thời gian thì bén duyên. Thì chắc là để vừa em kể cho nó hay. Rồi, bây giờ bén duyên sao nè, ai là người chủ động tỏ tình nè? Dạ như là con thì phải. Luôn hả? Dạ. Nói chung là bữa đó là có cả mình gọi là nhân viên sau mình nữa, nhân viên dưới mình thì dẫn cái bạn đó đi học, tại vì có nghe cái tiếng tăm của anh này ở trong công ty đó là anh là một người bán hàng rất là giỏi và rất là xuất sắc luôn, nên là tại sao mình không có đi học hỏi anh này. Thì học hỏi bất phước sao mình lại thấy được cái pin của anh đeo là pin quản lý, trợ lý quản lý. Thì mình cảm thấy là trợ lý quản lý như vậy thứ nhất là rất là giàu, rất có tiền rồi. Dạ ngon đúng rồi. Tại vì hồi đó là chỉ mới là sinh viên thôi thì làm gì có tiền. Thì thấy ảnh lại có cái pin như vậy là mình cảm thấy là sang tháng sau lên quản lý là rất là giàu, rất là có tiền, là nhắm đối tượng là đầu tiên rồi. Thứ hai nữa là cũng có bà chị làm chung thì chị cũng có nói là anh này, bạn này là sinh năm 95, là hợp tuổi rồi. Là đầu tiên là thấy hợp tuổi á. Là thứ hai nữa là hồi đó có hay đi cờ bói kêu con cứ chồng sang mà xem 95 là con cứ lựa những người như vậy thì mới giàu. Thì mình lại có những cái ý định là lại thứ nhất là lên vị trí quản lý, thứ hai nữa là hợp tuổi mà sinh năm 95 nữa. Thế là bắt đầu là lên một ý tưởng hết để tiếp cận là ảnh. Con đã coi như là giăng bẫy để cho con mồi vào lưới tình của mình đúng không? Dạ. Đó, bây giờ cái kế hoạch giăng bẫy làm sao? Chiêu của con sao, con chia sẻ cho cô nghe coi. Là bữa đó là trong nhóm có chơi một cái trò chơi là đăng hình lên và xem cái lượt like đó như thế nào thì mới được phần quà. Thì bữa đó là con có cầm những cái tấm hình đó thì xuống nhờ ảnh á, là cố tình tiếp cận là nhờ ảnh like cái bài đó và kết nối nhắn tin với nhau là trong Facebook. Là kết nối hỏi Facebook ảnh nó tên gì. Rồi kết nối trên like để mà mình hay thường xuyên mình nhắn tin. Thì kết nối được rồi là sang về nhà là cứ nhắn tin mà ảnh này ảnh rất là chảnh luôn. Ảnh không có trả lời, kiểu như là mình nhắn tin kiểu như nhắn tin rác vậy đó. Thì khi đó là mình cứ lúc nào cũng đẩy tin nhắn lên để mà ảnh cảm thấy là mình phải cố gắng mình làm phiền người này thì người này mới có khả năng là để ý đến mình nhiều hơn. Tại vì mình đã đánh đối tượng rồi. Nhưng mà lý do gì sao mà em lại không trả lời với cái người tin nhắn của người đẹp này? Trong khi đúng gu của mình rồi đó. Đó. Đúng gu rồi mà lý do gì? Trước đó là khoái cười. Trước đó em thực tế thì em cũng cười nhưng mà không có một cái chút gì đó là đồng lại. Thì bản chất là cứ thấy con gái xinh thì hay chọc hay ghèo vậy thôi. Thế là thấy cô này nhắn tin thì cũng giống như những cái bạn mới ấy, thường hỏi về cái bán hàng. Thế là em cũng bỏ lơ, không quan tâm lắm. Bởi vì lúc đấy cũng bận cái chương trình công ty nhiều, cho nên không quan tâm. Thế là một thời gian thì cô ấy nhắn thì em cũng có trả lời, cũng nói chuyện qua lại. Thì cũng gặp mặt rồi nói chuyện rồi chỉ cô bán hàng làm sao để mà bán được hàng. Thế là một thời gian thì hai bạn rủ nhau đi ăn, cứ đi làm về thì bảo là anh về thì cùng đường với em, chờ em với. Thế là bữa cũng không biết tại sao mà đi làm về mình cứ lại đứng đợi cô này. Thế là dẫn cô này đi ăn được mấy bữa. Thế là mà thật sự là em có cùng đường về nhà với anh hay không? Cùng ra chỗ lấy xe. Nhưng mà cái nhà của em ấy, nhà anh có cùng đường không? Em sẽ cái bẫy thì bởi vì mới hỏi đó thì đó đang văng chiêu mà đó. Bây giờ đang văng lưới mà thì bởi vì mới hỏi nè để cho cô nói nè đó. Hồi đó là có hai bãi giữ xe. Một bãi là sau lưng công ty thì gần quá, một bãi thì phải ra tuốt đằng sau gần một cây số thì mới tới chỗ giữ xe.
thì đã có ý định rồi thì phải gửi xa xa một chút để mà cùng đường đi với anh này về. Để ít nhất là nhờ ảnh là anh chở em ra cái chỗ giữ xe đó với hay là một cái gì đó. Nói chung là phải tìm mọi cách để tiếp cận để nhờ. Dạ đúng rồi. Nhờ bây giờ mọi lúc mọi nơi. Bây giờ kể cho anh nghe một cái lần mà coi như là tiếp cận mà nó đáng nhớ, một cái kỷ niệm mà nó đáng nhớ lúc mà em văn bẫy anh đó. Tung đòn cuối. Đó. Cái đó dính luôn á. Cái đó là gọi là tung đòn cuối. Tung cái knock out luôn á. Dạ cái hôm đó là cái hôm là thứ nhất là sinh viên là hết tiền ăn rồi. Thì bữa đó là bất phước là anh này anh kêu anh có việc. Thì mình cũng lang thang đi từ đó mà đi chậm lắm. Đi chậm tới chỗ chung cư tới chỗ gửi xe đó. Thì bất phước mình nhắn tin ảnh, mình cảm thấy là bây giờ làm sao để anh ra. Anh có đang bận mà. Thế vậy alo anh ơi, em đang đứng ở dưới chỗ này nè, anh có ra được không, thì em buồn quá. Nói chung là vẽ hết một câu chuyện, vẽ hết một bức tranh để mà để anh ra được. Lúc đó buồn rồi, nói chung là rưng rưng nước mắt rồi. Nói chung là phải làm sao cho anh ra là được ngày hôm đó. Là tối hôm đó sau là anh chạy ra, anh rất phước anh chạy ra ngồi dưới ghế đá đó. Và nguyên một đêm luôn. Nguyên một đêm tới sáng lúc cỡ tầm khoảng 5:30 là bắt đầu anh lấy xe anh về rồi. Thì mình đi xe về nhà mình. Là hôm đó là tâm sự cũng nhiều mà anh cũng có chịu ra nữa là may mắn. Mà chứ... con nói cái gì con đó. Buồn cái gì quan trọng là con khóc con nói sao con nói tại con khóc lóc rồi con nói con buồn cái gì mà anh hết hồn anh chạy ra. Hồi đó là hồi xưa là nhà có cho đi bên cũng có ý định là cho đi Nhật. Thì mình lại đang ở trong Sài Gòn vừa đi làm vừa đi học nữa, thì mình lại có một cái suy nghĩ là bây giờ chỉ còn cách này mới cho anh ra thôi. Giờ cũng vừa khóc được vừa lu bu là anh ơi em buồn quá, chắc là em nhảy cầu tự tử thôi. Giờ em không có chịu nổi nữa rồi. Giờ em buồn quá hay là anh ra với em đi. Thế là anh này anh cũng có ra, anh có ra rồi anh cũng tâm sự nguyên đêm như vậy đó. Nói chung là nói gì sao mà không ra được, đúng không em? Rồi, dạ vâng. Nhưng mà em có tin đó là cái sự thật không? Dạ, lúc đấy thì em không tin. Không tin nhưng mà em bảo tự nhiên 9 giờ rồi, 9 giờ em đi làm về tắm rửa để ngủ rồi. Thế là cô ấy mới nhắn bảo là anh ơi em buồn quá, chắc em đi nhảy cầu. Thế là lúc đấy em bảo thôi bây giờ chạy ra xíu để xem tình hình thế nào. Lúc đấy cũng chưa yêu đâu. Thế là em mới chạy ra. Thế em bảo thế em bây giờ muốn đi đi nhảy cầu nào để anh chở đi, thì một mình buồn quá. Thế là em cũng dua theo, kiểu em chọc chọc vui vui ấy, để cô ấy khỏi có suy nghĩ đấy. Bởi vì em cũng nghĩ là cô ấy áp lực cuộc sống hay là cái gì đấy. Thế là mới ngồi trò chuyện. Thế là mới khui ra câu chuyện là kể về người yêu cũ rất là nhiều. Rồi hỏi cô ấy hỏi một câu là anh có biết tình yêu và gọi là tình yêu và cái gì nhỉ? Tình yêu và tình thương là thế nào không? Thế là cô ấy gà cô ấy hỏi để mình nói. Thế là cuối cùng hai vợ chồng mới ngồi chơi với nhau, ngồi thì cũng tâm sự tới 5 giờ sáng thì sau đó đi về. Và cùng hay thì không có yêu mà ngồi được với người ta 5 giờ sáng mà vẫn nói là không yêu. Một là phải có ý, phải có một cái tình cảm đặc biệt với cô này. Bây giờ là mấy giờ nè? Bây giờ cỡ 7 giờ tôi đã ngà tôi buồn ngủ lắm rồi. Mà ngồi mà tới 5 giờ sáng. Không phải chị. Không ngủ, không nghe, không gì mà vẫn nói là chưa yêu. Thì em mình là khác, tuổi cao sức yếu, hoặc là do ngồi nhiều quá cho nên nó mệt. Hoặc tuổi này nó trẻ, đúng không? Nhưng mà trong lúc mà an ủi như vậy thì có khoác vai dỗ về, có ôm chút xíu không? Thì mình là đàn ông mà, lúc đấy mình cũng có khoác vai và vỗ về. Thì thấy cô này sao cô cũng cũng để yên, thế là mình khoác vai luôn. Thế là lúc đấy em mới ngồi tâm sự tới sáng. Xong ngày đó xong thì hai đứa chính thức yêu nhau. Nhưng mà không có nói gì. Không có em cũng không bảo là bây giờ em làm người yêu của anh hay là cô ấy bảo là làm người yêu của em, mà hai đứa từ tới với nhau vậy đấy. Không ai mặc nói định, đâu. Mặc định là đã yêu nhau đó, đúng không? Và dạ. Như vậy là cái bẫy của em đã giăng thành công, đúng không? Đúng không em? Dạ đúng. tiếp theo là tiếp hôm đó xong là đã cảm thấy rất vui rồi. Là đúng rồi, đúng cái mục tiêu là mình đã nhắm tới rồi. Thì bữa đó là sang ngày Valentine, không phải, ngày Halloween. Bữa đó sang ngày Halloween thì rủ ảnh đi ăn, ảnh không có đi, mới rủ đi với bạn. Thì sang ngày tiếp theo nữa rủ đi thì lúc là đi ăn hủ tiếu. Thì có nói là bất phước lúc đó là bà chị có gọi điện thoại là đòi tiền phòng. Thì mình lại nói giờ không có tiền giờ làm sao ta. Là nghĩ trong đầu như vậy. Thế mà nói anh ơi, má chưa kịp gửi tiền lên
Anh hai có gì cho anh mượn đi rồi mai má gửi lên trả lại. Lúc đó là anh có đưa ra 2 triệu để trả tiền phòng. Tại từ đó xong là vẫn chưa trả lại. Tới giờ chưa trả luôn. Dạ chưa. Bây giờ là lời dữ lắm đó nghe. Dạ. Đó. Bây giờ là tính, ra cái tiền lời của cái 2 triệu đó là bây giờ bộn mà nghe cưng. Coi như là tình cảm vừa có xong là sau đó mượn tiền liền. Dạ. Coi như đã có duyên rồi bây giờ tôi mắc nợ anh là chính mắc vậy nợ đó. Luôn. Coi như mắc duyên nợ coi như phải dính gieo luôn. Gieo duyên rồi bây giờ gieo nợ luôn. Đúng không? À. Rồi sau đó sao nè? Rồi mấy ngày sau đó tiến triển sao? Là lúc đó là mấy ngày hôm sau thì vẫn đi làm về bình thường, cũng kêu chờ dưới chỗ cũ, là cứ chờ dưới chỗ cũ đi thôi. Là không biết lúc đó là anh có thương mình như hay chưa, nhưng mà mình có ý định là cảm thấy là anh này đã ok rồi, là đã nhắm đúng đối tượng là mình đi thôi. Thì sang một ngày nào đó là buổi hôm đó là không có muốn về nhà. Lại anh lại có xe. Thì bữa đó là mới hỏi là xe bị hư em mới để ở nhà, thì anh kêu anh này anh chở em về. Thì chở em về thì bữa đó là tối 11 giờ rồi. Thì em kêu là thôi vậy em không muốn về. Anh chở em đi đâu đi. Thì anh này anh cũng hỏi là em muốn đi đâu, kêu em muốn đi đâu cũng được. Thì anh cũng trễ rồi anh có rủ đi cà phê. Thì thường thì đi cà phê thì vô đó ngồi thì mỏi lưng này nọ lắm. Mất thời gian. Dạ đúng rồi. thì đó là thôi, hay là anh có hỏi anh câu là vậy em muốn đi đâu. Thì em mới nói là hay đi khách sạn đi anh. Là nói hay đi khách sạn đi anh. Anh này anh lại suy nghĩ cái gì á, lúc anh có sợ hay không? Bây giờ hỏi thẳng luôn đi. Lúc đó em nghĩ gì? Lúc đấy mới quen thì em cũng nghĩ là đi cà phê thôi, bởi trong đầu em chưa suy nghĩ nhiều. Thế là em mới rủ đi cà phê, bởi vì cũng mới mấy ngày thì em bảo thôi bây giờ đi cà phê, bởi vì em có hay ngồi quán cà phê Thức ngay chỗ Quang Trung ấy. Thế là em hẹn cô ấy đi cà phê, không chịu, đứng giữa ngã tư khoảng 30 phút rồi bảo bây giờ để suy nghĩ. Thế là cô nói câu bảo là thôi giờ đi nhà nghỉ. Mình cũng hết hồn. Em cũng hết hồn luôn. Không biết cô này tính khí sao mà mới có mấy ngày là rủ mình đi nhà nghỉ rồi. Thế là lúc đó em từ chối. Em bảo thôi đi cà phê đi. Thế là cũng chảnh chảnh xíu bảo đi cà phê, nhưng mà trong lòng muốn lắm rồi. Thế là cuối cùng thì hai đứa đi. Đấy, đi thì vào nhà nghỉ. Nhưng mà trước khi vào cô ấy vẫn bảo là không được làm gì ABC. Cô cũng bảo không được làm gì. Cô rủ mình đi nhưng mà cô lại nói trước như vậy. Trời ác vậy em. Chứ ác vậy. Rồi sao nè. Sao nữa, kể tiếp này. Là khi mà vô là em vẫn có nói là vô đây là không được làm gì hết, chỉ được ngủ thôi. Tại vì đi nhà nghỉ là chỉ có ngủ thôi. Thì với đó là anh cũng bình thường, anh cũng không có động tay động chân. Cũng chỉ là ngủ thôi. Nhưng mà cũng có khuyên câu là cái gì con gái là ngủ là thường là không nên mặc áo. Thì nó sẽ bị chật rồi ung thư khó chịu nữa nhỏ. Thì mình nghĩ là mình cũng suy nghĩ cũng giống má mình hồi đó mình có nói như vậy đó. Thôi mình cởi thôi, cởi áo ngực thôi và không làm gì hết. Thì bữa đó là chỉ ôm nguyên đêm không ngủ mà cứ ôm ngủ thôi. Là vẫn thức mà khó chịu tại vì lần đầu tiên gặp hơi trai cô. Là không có ngủ là cứ ôm mà cứ thao thức miết là ôm vậy đó. Chưa làm gì hết. Không làm gì hết. Dạ. Rồi bao lâu? Bao lâu thì mới làm gì hết? Bao lâu cái gì? Người ta tới từ cái đó đến đó là có mấy bữa à. Bây giờ mình phải hỏi là bữa sau thì sao? Hôm sau đó, hôm sau thì sao? Phải hỏi bao lâu đi để cho nó tưởng nó là lâu hả? Không có tưởng. Không biết đâu, chừng nó cả năm trời á. Bao lâu thì mới ăn nhau? 5 ngày sau. 5 ngày sau là cũng có lý do là không muốn về nhà. Nên là anh cũng kêu không muốn về nhà, giờ trễ rồi đi công viên. Thì đó là phải đi công viên trước là sớm rồi. Là vẫn đi công viên đi bình thường, đi nhắc ngang nguyên một vòng công viên vậy đó. Xong rồi đi vô, mà cũng đi vô nhà nghỉ. Mà đợt này cũng kêu là không có làm gì nữa đó nha anh. Anh cũng kêu anh không làm gì hết. Thì khi mà bắt đầu khi tới giờ ngủ rồi, tắt đèn hết rồi, cũng tắm rồi nọ tắt đèn hết rồi. Thì bữa đó là anh kêu bây giờ không biết anh đang suy nghĩ là không biết bây giờ có nên làm hay không. Thì con thì vẫn nằm im, vẫn sợ tại vì lần đầu tiên chưa bao giờ mà trải qua vẫn cái cảnh như vậy hết trơn á. Thì khi đó anh mới kêu là anh vẫn có mò rồi. Anh có đặt tay rồi. Nhưng mà vẫn hất ra. Không được tại vì cảm thấy cái cảm giác này nó làm sao á. Mình cứ sợ sợ nữa. Vừa suy nghĩ bây giờ vô đây mà lỡ quất cây quất ngựa truy phong luôn là không có biết tìm mặt mũi đâu hết. Nên là vẫn sợ vẫn nằm. Thì anh kêu là không sao rồi em, nhẹ lắm, không sao đâu, anh nói nhẹ không sao đâu. Là hôm đó là cái đêm lần đầu tiên của con. Dạ. Đây là người chồng đầu tiên mà cũng là người đàn ông đầu tiên của con. Rồi sau đó thì sao em? Lúc đó em không, cái cảm giác của em sau đó thì thế là em bị bất ngờ không?
Cô gái thì rất là dạn dĩ, nhưng mà cuối cùng thì thực sự là đó là cái lần đầu tiên của em có thấy bất ngờ không? Dạ em cũng thấy rất bất ngờ, nhưng mà thường lúc đấy mới 19 tuổi. Vừa em mới 19 tuổi, cho nên là cũng trẻ mà. Đấy, cho nên là cái vấn đề lần đầu tiên thì em không bất ngờ. Nhưng mà bất ngờ cái là cô ấy rất là thoải mái. Nó không giống như dè dặt giống như là những cái bạn trẻ khác. Thì rất là thoải mái. Nhưng mà lần đầu tiên phải làm tâm lý nhiều lắm, dữ lắm. Làm tâm lý dữ lắm mới được. Như vậy là sau bữa đó là cái lẽ là cứ đi liên tục đúng không? Sau bữa đó là ghiền luôn. Ghiền luôn. Ghiền luôn. Một tuần như vậy là coi như là không ngủ ở nhà mấy đêm. Một tuần 2 triệu tới khách sạn. Một tuần là 2 triệu tư. Một tuần là 2 triệu. 2 triệu tới khách sạn. Có chỗ 200, có chỗ 300. Như vậy là 10 ngày. Một tuần có thể đi tới một tuần 7 ngày. Thì 6 ngày có thể là nguyên một tuần cũng có. Một tuần 5, tuần 6, tuần 7. Tốn tiền dữ em. Rồi sau đó làm sao? Phải tính kinh tế chứ. Tại bé này nó khó khăn quá mà. Sau khoảng 2 tháng. 2 tháng thì quen nhau. Thì quyết định, hai đứa quyết định là ở riêng. Quyết định là ở riêng luôn bởi tốn tiền khách sàn quá. Một tuần với 2 triệu, tháng với 8 triệu, 2 tháng là 16 triệu. Trời ơi trời, dữ dội vậy. Dọn về sống chung cho nó đúng khỏe. Đúng rồi. Rồi sau này về sống chung, về sống thử luôn đúng không? Dạ vâng. Rồi thử. Trong thời gian hai đứa yêu nhau thì có cái biến cố gì không? Giận hờn, đòi chia tay, chia chân hay là những cái gì không? Hay là suôn sẻ cho tới khi lấy nhau? Có một lần. Có một lần là trước khi mà yêu nhau ấy, lúc mà đang mới yêu khoảng tầm đầu một tháng ấy, thì cô đòi chia tay. Bởi vì biết được là trước đây là em có yêu một hai bạn gì đấy. Thì cô ấy bảo là cô ấy không phải là cái người duy nhất. Thì cô lại đòi chia tay. Khóc, cô ấy mới, đầu tiên cô ấy rủ em đi nhậu. Em nhậu đúng một lon xong rồi em say, em kể chuyện. Thì em kể nhiều chuyện quá thì cô ấy giận. Em muốn khui em đó. Kể chuyện người yêu cũ thì cô ấy giận. Thế là xong rồi cô ấy lại khóc, rồi cô ấy bỏ về rồi đòi chia tay đủ thứ. Rồi em phải khuyên, phải đứng dưới nhà ấy, đứng dưới nhà của phòng trò ấy. Rồi xong gọi rồi bảo là anh với em xác định lâu dài mà, đâu phải là ngày một ngày hai đâu. Rồi xong rồi khuyên mãi đến 2 tiếng sau mới chịu xuống. Là cái lần đó. Dạ đúng rồi. Rồi như là sống thử như vậy. Rồi có bị coi như là tai nạn vỡ kế hoạch kia không? Có lần bác sĩ, vỡ hoạch, con nít bác sĩ có cưới không? Dạ có. Bữa đó là ngày 27 tháng 4, là phát hiện được là có em bé. Là có em bé xong là vẫn thấy rất là sợ. Mà tới đó là đang bị đau bụng, là vẫn phải đi khám. Thì cái động trời là 3 ngày 3 đêm, khóc liên tục 3 ngày 3 đêm mà anh này cũng phải nghỉ việc ở nhà để mà dỗ. Mình lại có một cái suy nghĩ là giờ mình ăn chơi rồi, giờ cái hậu quả mình phải chịu thôi, mà hổng ai chịu cho mình thì mình tự chịu. Mình phải nói là bây giờ không biết sao thôi đi bỏ. Thì cũng có ý định là đi bỏ em bé. Thì tại vì đang nghĩ là về gia đình của mình nữa, tại gia đình của mình cũng có văn hóa này nọ. Thì mình mới nói là thôi giờ bỏ đi anh. Cũng vừa khóc, cái miệng mình nói rất là mạnh nhưng mà trong tâm mình không có dám đi, không dám bỏ. Thế sợ 3 ngày 3 đêm khóc than khóc trời, khóc mà làm đùng 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 hết. Là 3 ngày anh ở nhà anh cũng có lo lắng, anh sợ, tại vì anh này anh rất là thương em bé. Mà anh kêu có thì cứ thôi, cái gì đâu em. Vậy đó. Nhưng mà em thì sao? Em có nghĩ rằng là cái việc mà cô nói cô bỏ đứa nhỏ là thật không? Và em có sợ không? Dạ đầu tiên thì lúc mà phát hiện bầu là cô nằm cô khóc. Sáng em mới ngủ dậy thì cô bảo có tin. Xong cô nằm cô khóc. Khóc em không biết là khóc chuyện gì. Thế là em mới ở nhà em xem. Thế là lát nữa cô mới kể bảo là hai vạch. Cô mới đưa xem hai vạch khóc. Khóc cả ngày luôn. Thế là đòi bỏ. Thì trong trong bản thân của em nghĩ là cô ấy đòi bỏ thật. Bởi vì là quyết liệt lắm. Đến một tuần sau vẫn quyết liệt là đòi bỏ. Nhưng mà em thì em lại không muốn bỏ. Bởi vì em về cái tâm linh ấy. Thì em lại suy nghĩ đến cái việc là sau này cái hậu quả ấy, là có thể là cả hai đều phải gánh. Có thể là mình sau này mình yêu nhau lấy nhau rồi đấy thì mình vẫn phải gánh cái điều đấy. Cho nên là em thiên về tâm linh và cũng là thương nữa. Thương mình cũng là thương thật lòng mà. Đã về ở chung rồi cho nên là em cũng không quyết định là khuyên cô ấy không bỏ. Thế là cứ mỗi lần dần ấy, dần thì cô ấy lại bảo là mệt mỏi quá, đòi bỏ. Cứ khoảng tầm một tuần sau ấy, mỗi lúc mà mệt mệt ấy, thai nghén mà,
Thế là cô ấy đòi bỏ thì em mới bảo là thôi bây giờ lên xe anh chở, anh chở đi đi. Thế là em giả vờ vậy rồi em chở đi ăn xong là thôi. Lại quên con nít mà. Dạ vâng. Rồi lúc đó có báo với gia đình hai bên không, hai đứa? Dạ có. Ba mẹ dạ phản ứng sao? Là đầu tiên anh gọi cho ba mẹ ngoài đó, thì trước đó là ba mẹ cũng có biết là hai đứa ở chung rồi, thì ba cũng có nói nhỏ với anh này là có xác định không mà ở chung tội con người ta. Nhưng có nghe câu đó thì lúc đó là ba mẹ biết rồi cũng bình thường, ba mẹ cũng chung là vui. Khi mà ảnh gọi cho ba má của con á thì lúc đó trong lòng mình rất là sợ, sợ lắm, bây giờ không biết phải ứng xử như thế nào. Thì khi ảnh gọi xong là má có nói là má có nói là thôi bây giờ cứ ở đó đã để nói với ba. Thì ba rất là nóng, ba rất là giận về cái vấn đề, về vấn đề mà khi phát hiện là con gái mình đi học xa mà có bầu. Là sợ, thứ nhất là, thứ hai nó sợ thằng này nó có đàng hoàng hay không. Rồi nhiều khi bỏ thì sao, là sợ cái đó. Khi đã nói về được thì má có khuyên ba thì mọi thứ đều hoàn toàn tốt. Thôi là xuống chúc mừng, xuống chúc mừng. Nhưng mà cái khi mà em biết tin là vợ có bầu á, cái cảm giác em như thế nào? Cảm giác em lúc đấy nó cũng bàng hoàng á, bởi vì chưa chuẩn bị gì hết. Mà vui không em? Vui, bản thân em vui. À rồi, như vậy là ổ bé được bao nhiêu tuổi? Dạ hiện tại là bé được 2 tuổi và đó bé lớn, bé gái. Và bé sau là 1 tuổi bé trai. Chà dạ. Như vậy là 2 năm nối hai đứa. Nối tiếp đó, dạ. Nối tiếp luôn á, đẻ đứa này xong cấn đứa khác luôn á. Trời, tại thương nhau quá mà cho nên là 2 năm hai đứa. Dạ, đúng không? Dạ. Với lại là làm liền để nuôi lần chó đã. Đúng không em? Đó. Ba mẹ có hỗ trợ trông nom giùm không? Hay là tự con tự chăm hai đứa luôn? Hồi đó là sanh hai bé là về nhà bên ngoại. Thì khi đó là 3 tháng sau là có dặn hai bé vô đây là tự chăm bé. Bây giờ là tự chăm luôn giỏi. Bây giờ hiện tại là hai bé đang ở dưới ngoại. Là ở đâu em? Ở Đà Lạt. Đà Lạt. Dạ. Bao lâu mới về với con? Dạ cứ 1 tháng là về 1 lần. Mới Tết đây con mới đưa hai đứa về thôi chứ thường thường là ở trên đó. Trước đấy là ở trên này. Nó mà trên đó nó quen khí hậu rảnh rồi là nó không có chịu về Sài Gòn đâu. Nghe. Rồi bây giờ thôi, tình cảm của các em nói chung là cũng rất là đẹp, phải không? Mà đẹp nhất là 2 năm hai đứa. Đó. Rồi chắc có lẽ là bây giờ mình đến một cái phần nó rất là hay. Và các em, anh nghĩ các em cũng rất là quen thuộc cái phần này, đó là phần khui tật xấu của đối phương. Đúng không? Rồi giờ anh, bây giờ anh hỏi em trước đó. Cô ấy có tật xấu gì không? Vợ em thì có nhiều tật xấu lắm. Rất là nhiều tật xấu. Thứ nhất đó là về việc mà gọi là muốn cái gì thì phải theo ý mình. Còn mà trái ý là mình dằn liền. Ví dụ là lâu lâu mà rất dễ thương đó. Anh ơi, anh có thương em không? Cứ hở ra là hỏi anh có thương em không? Thì em cũng ngày trước thì em không biết, nhưng mà bây giờ thì biết rồi. Cứ hỏi thương em không? Thì mình bảo là không. Thế là cô ấy dằn. Lần sau thì mình biết ý thì mình bảo là thương. Thế là cô mới nói cái yêu cầu. Cô ấy muốn cái gì, ví dụ muốn ăn hay là muốn làm cái gì đấy thì hỏi. Thì vừa em mới hỏi thì khi mà em đáp ứng được ấy thì vui lắm. Đáp ứng được những điều vừa em nói thì vui, nhưng mà không đáp ứng được ấy thì lại là giận. Nghĩa là hay giận đó, hay giận và muốn giận. Chồng phải làm những gì đó theo ý của mình. Dạ vâng. Không quan trọng đúng hay sai đâu, cứ quan trọng là chồng phải làm theo ý mình vậy đó. Vợ luôn luôn đúng mà. Rồi tiếp theo. Cái tiếp theo, một cái sở thích mà nó rất là, phải gọi là nó rất là sao nhỉ, khi ngủ ấy thì thích sơ thoáng. Phải sơ thoáng, phải ôm mới ngủ được. Đấy, đó là sở thích, một cái tật xấu mà em nghĩ là chắc vừa chồng thì cái này có lẽ là tật tốt đấy. Mà em thì sao, em thấy thì sao, em thấy thích không hay là em thấy nó phiền? Thấy thích. Nó phải tật xấu em ơi, nó phải tật xấu. Có hay bướng bỉnh không? Bướng bỉnh hay cãi chày, cãi cối không? Dạ vâng có. Cái đó là xấu nhất luôn đấy. Cái đó là xấu nhất. Cãi cho tới đó phải không? Cãi cho tới, nói chung là hay nói lắm. Cầm ram rồi cãi gì cũng cãi cho tới. Nhưng mà trước mặt vậy thôi, nhưng mà trong lòng nó biết mình sai. Rồi tự sửa trong lòng ấy. Kể cả mà em khuyên em nói gì cũng vậy, không bao giờ nhận lỗi. Mà sau đó thì lại từ thay đổi, từ sửa bên trong ấy.
Mình đó. Mình tự nhận thấy là bạn đã sửa luôn đúng không? Dạ vâng. Con nít mà mới có 23 tuổi chứ mấy. Dạ vâng. Nhưng mà cãi là phải cãi tới đó. Đúng rồi, phải cãi chày cãi cối, cãi đến không cần biết thua cũng phải là thắng đã rồi tính tiếp. Nhưng mà vừa em thì suy nghĩ rất là chín chắn, nhiều lúc suy nghĩ chín chắn. Cái lúc tức giận thì vậy thôi, nhưng mà sau đấy thì suy nghĩ rất là tuyệt vời. Tức giận nhưng mà có nóng tính không? Dạ có. Và nóng tính nó có phải là tật xấu đối với em hay không? Em nghĩ thì đó là cái sự nùng niu ấy, có nghĩa là trong nhà đối với chồng thì vậy, nhưng mà ra ngoài thì không có như vậy, ít hạn chế, không phải là khi nào cũng nóng tính như vậy. Rồi còn gì nữa không? Có lèm bèm lẹp bẹp không? Số 1. Ngay đi ngay lại một câu chuyện phụ nữ là thường vậy. Không, những cái chuyện cũ như là lôi ra nói lại á. Rồi cãi chày cãi cối. Nói chung lèm bèm là thường là của những người phụ nữ lớn tuổi nha. Con là con có đủ luôn đó, vừa nít vừa người lớn luôn là con á. Không, nhiều khi lớn lên cái lại hết lèm bèm. Rồi, hồi giờ tới con. Ảnh thì không có nhiều tật xấu. Nói chung là ở từ hồi xưa, từ hồi lâu tới giờ là không có nhiều tật xấu. Chỉ có đúng một cái mà nó hòa, nó tới nó lui và không bao giờ sửa. Đó là mỗi lần tắm á, là mình cũng có cái chỗ để mình để cái đồ dơ. Ảnh là không có để đồ dơ. Cứ tắm xong dục cái bạch dưới đất vậy đó. Là mỗi lần ra vô mình cảm thấy chỗ đó nó không có được sạch thì phải bỏ vô trong cái giỏ để mình đi giặt. Không. Cái lần xong, ủa anh sao không có lấy cái đồ đó mà bỏ trong mấy giỏ mới giặt. Kêu chắc anh quên rồi, anh xin lỗi. Mà cứ 10 lần như vậy thôi và không bao giờ rút kinh nghiệm. Anh rút hoài cũng vậy à. Bừa bộn. Dạ, bừa bộn. Thứ hai nữa là cái về quần áo á, thì thường thường con không có biết là đàn ông mặc như thế nào. Nhưng mà thấy chồng mình về mặc xong một lần đó là bộ cất với tủ. Xong rồi cách ngày hôm sau ngày hai mặc lại là một bộ đó mặc hai lần mới đi giặt. Tại không tiếc á. Tiếc lại còn mới quá đúng không? Còn mới quá cho nên mặc là, cho nó dơ. Chắc là làm việc ở trong văn phòng máy lạnh đúng không? Đó cho nên rằng không có cảm giác đồ của mình dơ. Đó. Và thấy vợ chắc sợ vợ giặt nhiều tội cực. Mà giặt nhiều á đồ cũng mau hư lắm. Thực sự là như vậy đó. Rồi còn gì nữa? Về tật xấu thì anh chỉ có nhiêu đó thôi. Còn những cái anh không biết làm, anh làm cho lố thì đâm ra thì mình lại nói nhiều. Như cái chén mắm thôi là mình kêu là không có hai vợ chồng mà. Mà anh làm cả cối chén, cả cối mắm vậy. Thì đâm ra mình lại đâm ra cái tính mình nói nhiều nữa. Kêu không biết thì phải hỏi chứ. Sao mình làm như vậy? Mình hay cằn nhằn vậy nè. Mà con mong mỏi chồng con thay đổi cái gì? Nói chung thì thật sự là anh đã hoàn hảo rồi. Chỉ có bản thân con tự ngộ nhận ra thôi. Dạ. Vậy cứ vậy yên đúng không? Để yên vậy luôn, không cần thay đổi gì luôn đúng không? Dạ không thay đổi, giờ cho dù mình kêu ảnh nhiều rồi ảnh không thay đổi nhưng cũng đâu có làm được, mình cũng tự đi làm với ảnh thôi à. Thôi cứ vậy đi ha. Dạ. Rồi cưng thì sao? Em thì... Không muốn vợ thay đổi điều gì? Vợ thì hơi nóng tính và nhiều khi trẻ quá cho nên là cái sự bồng bột ấy. Thì mỗi khi mà có chuyện gì ấy thì chỉ cần là vợ là... suy nghĩ chín chắn và sau đó mới là chia sẻ ra thì nó sẽ giúp vợ chồng hòa thuận và hạnh phúc hơn. Em hiểu không? Dạ có. Chỉ từ điều đó thôi đúng không? Dạ vâng. Đúng rồi. Còn mọi thứ thì vừa em tốt rồi. Tuổi với độ tuổi này vừa sinh được hai bé và làm vợ vừa phát triển kinh tế tốt. Đúng và rồi. Như vậy thì em cảm thấy tốt rồi. Và em vợ thấy rằng là người đàn ông sinh năm 95 này là quá hợp với em không? Dạ đúng rồi, quá hợp. Thực ra vợ em là hơi bị được đó nha. Còn cái chuyện chín chắn là từ từ á, lứa tuổi từ từ bạn đó bạn sẽ bồi dưỡng cho bản thân mình để chín chắn hơn. Rồi chúc hai đứa hạnh phúc thôi chứ khuyên gì giờ đang hoàn hảo quá rồi. Muốn thêm đứa nữa không? Có đừng. Dạ. Cũng có ý định là trời ơi, hai đứa nữa. Kế hoạch đi, kế hoạch đi. Tại vì bây giờ không ở chung á. Các con ở xa mình quá, không nên khổ từ ông bà. Rồi, chút nữa chúng ta sẽ gặp lại nha.